Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình làm về cái chủ đề sử dụng máy mô tô can táp và máy mô tô can phôn để thực hiện cái chức năng. Thứ nhất là kiểm tra phát điện và nạp điện. Cái thứ hai là kiểm tra ắc quy trên con xe Exciter 150. Đây anh em nhá. Thì hiện bây giờ thì tôi đã kết nối máy mô tô bộ chuyển đổi mô tô can táp với nguồn ắc quy trên xe, và máy đã có nguồn thì cái bóng màu xanh và bóng màu đỏ này đã sáng rồi anh em nhá. Và bây giờ tôi và bộ chuyển đổi mô tô can táp của tôi đang liên lạc với máy tính bảng qua sóng Bluetooth anh em nhá. Rồi ok anh em. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cái chức năng kiểm tra chất lượng, kiểm tra phát điện và nạp điện trước anh em nhá. Và tôi xin nhắc lại này, những dòng máy nào sử dụng được cái chức năng này đó là chính là máy mô tô can táp, máy mô tô can phôn và máy mô tô can 7 là thực hiện được chức năng này anh nhá, anh em nhá. Còn ngoài ra tất cả những cái dòng máy trên thị trường như là máy xe mất tun 2 hoặc là những cái dòng máy khác thì sẽ không có chức năng này anh em nhá. Máy xe mất tun 2 thì ít chức năng nên là không có chức năng này đâu. Những cái dòng máy xịn sò cao cấp thì mới có chức năng này thôi. Bây giờ tôi sẽ bấm vào là kiểm tra phát điện và nạp điện đây anh em nhé. Rồi kiểm tra máy phát điện và nạp điện thì là yêu cầu này anh em đọc cái dòng chữ yêu cầu là anh em sử dụng cáp nối kiểm tra ắc quy MTB08T nối motor can táp với ắc quy trên xe anh em nhé, là một cáp. Cáp thứ hai là em nối cáp nguồn MTB08 bao gơ với ắc quy trên xe để cấp nguồn cho máy táp anh em nhé. Như vậy anh em chỉ sử dụng hai cáp. Đây thì anh em tôi đã sử dụng cáp MTB test này anh em này. Cái cáp này tôi nối với âm dương ắc quy bằng cái kẹp nhỏ nhỏ đây anh em nhá. Tiếp theo lại cáp nguồn bao gơ, tiếp tục tôi lại cáp nguồn âm dương ắc quy, tôi nuôi cáp nguồn để nuôi máy motor can anh em nhá. Như vậy là sử dụng hai cáp. Đây anh em nhìn thấy này, cáp test thì anh em cắm vào motor can táp, và cáp test này nó có hai rắc đây anh em này, hai rắc nhỏ kẹp ắc quy nhỏ này, đây này, đây này. Tôi kẹp vào âm dương ắc quy là một cáp. Cáp thứ hai tôi lấy cái cáp nguồn bao gơ là cái cáp nguồn, tiếp tục tôi kết nối vào âm dương ắc quy và tôi cung cấp nguồn đấy, tôi cắm vào đây để nuôi máy, nguồn nuôi máy anh em nhá. Rồi ok, tôi đã làm đúng như trên màn hình, rồi thì bây giờ tôi sẽ bấm phím mũi tên bên phải anh em nhá. Rồi tiếp tục này, tiếp tục yêu cầu anh em này, anh em nhìn thấy yêu cầu này, anh em mở khóa điện, giữ phanh và bấm còi 3 lần, mỗi lần dài 2 giây. Đấy, bây giờ tôi sẽ yêu cầu anh thợ làm theo cái hướng dẫn. Bây giờ anh làm như thế này, anh mở chìa khóa lên. Rồi, để làm xong mới nói nha. Mở chìa khóa lên, bóp phanh, ấn còi mỗi lần dài 3 giây. Rồi bấm đi. Rồi ok, 3 lần đã xong. Rồi bấm tiếp mũi tên bên phải anh em nhé. Trạng thái thì motor can đang làm việc. Rồi bây giờ yêu cầu của máy là yêu cầu tiếp tục là khởi động động cơ, kéo và giữ 1/3 tay ga trong 15 giây, đồng thời là bấm phím mũi tên bên phải luôn. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là anh em khởi động động cơ lên, nổ máy lên, rồi anh em kéo 1/3 tay ga cho xe nó nổ nhanh lên, kéo tay ga lên. Và đang trong cái quá trình kéo tay ga đó thì anh em bấm vào phím này luôn, bấm vào phím bên mũi tên bên phải luôn anh em nhá. Rồi nổ máy, kéo tay ga, kéo ga mạnh mạnh lên một chút, bấm đây luôn. Đang trong cái quá trình kéo tay ga bấm luôn anh em nhá. Rồi thôi đã có kết quả thông báo. Hiện tại máy phát điện và nạp điện bình thường anh em nhá. Rồi ok, tắt máy. Như vậy là tôi vừa mới thực hiện hướng dẫn anh em thực hiện cái chức năng là kiểm tra máy phát điện và nạp điện anh em nhá. Như vậy là cái xe Exciter của tôi là hệ thống nạp điện tốt anh em nhá. Ok đấy, anh em làm phải có hình ảnh luôn để khách hàng họ thấy luôn anh em nhá. Rồi ok, xong cái chức năng kiểm tra phát điện và nạp điện rồi, bây giờ lại đến chức năng là kiểm tra ắc quy anh em nhá. Rồi anh em bấm vào kiểm tra ắc quy. Trong cái phần kiểm tra ắc quy này thì nó có hai mục. Mục thứ nhất là anh em kiểm tra chất lượng của cái ắc quy,
Mục thứ hai là anh em kiểm tra dung lượng ắc quy. Có nghĩa là rồi, ok, có nghĩa là mục thứ nhất là kiểm tra chất lượng ắc quy, nghĩa kiểm tra cái ắc quy đó còn xài được nữa hay không. Mục thứ hai là kiểm tra dung lượng ắc quy. Dung lượng ắc quy là kiểm tra cái điện ắc quy còn tốt không anh em nhé, còn còn nhiều không, còn đầy bình không, chẳng hạn như vậy. Rồi tôi bấm vào cái mục thứ nhất là mục kiểm tra chất lượng ắc quy. Rồi kiểm tra chất lượng ắc quy đây thì là yêu cầu này, yêu cầu của máy này anh em này, là yêu cầu là trước khi anh em kiểm tra cái chất lượng ắc quy thì là cần cần nạp đầy ắc quy trước khi kiểm tra. Anh em lưu ý là cần phải nạp ắc quy no điện trước khi kiểm tra anh em nhé. Nếu như mà ắc quy của xe đang hoạt động tốt thì không bỏ qua yêu cầu này. Có nghĩa là nếu như mà anh em khẳng định được cái bình ắc quy nó còn đã nạp điện no rồi thì anh em không cần nạp lại nữa. Còn nếu như anh em không chắc chắn thì anh em phải nạp điện ắc quy đầy điện đi. Rồi anh em mới tiến hành kiểm tra. Rồi chiếc xe Exciter của tôi đang đầy được thì chắc chắn là nguồn điện đang đã đầy điện rồi. Và bây giờ tôi sẽ bấm mũi tên bên phải luôn anh em nhé. Rồi anh em nhìn này, anh em sẽ yêu cầu anh em lấy cái cáp là sử dụng cáp nối kiểm tra ắc quy MTB08TS nối motor can tác với ắc quy cần kiểm tra. Rồi ok anh em. Nối thứ hai, cáp thứ hai là nối cáp nguồn MTB08 bao gơ với ắc quy khác, ắc quy dùng để cấp nguồn cho máy motor can tác anh em nhá. Rồi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em như sau. Bây giờ nó lại khác như thế này. Cái cáp này, cái cáp MTB08TS này thì cái cáp này để anh em kiểm tra cái ắc quy đó, kiểm tra cái ắc quy đó tôi lấy ra ngoài. Để kiểm tra cái ắc quy đó. Rồi. Đây, đây chính là cái cáp tôi cần kiểm tra cái ắc quy này. Thì tôi sẽ kẹp cái cáp 08 vào đây. Rồi, ok anh em. Tôi cần kiểm tra cái ắc quy này thì tôi sẽ kẹp cái cáp test MTB08TS và cái ắc quy này tôi cần kiểm tra. Và cái kẹp nguồn ắc quy để cấp nguồn cho máy moto can táp thì tôi sẽ lấy một cái ắc quy khác anh em nhé. Tôi sẽ lấy nguồn từ một cái ắc quy khác để nuôi. Rồi, như vậy là đúng theo cái yêu cầu của máy là một cái ắc quy khác cấp nguồn cho máy moto can táp. Và cái cáp MTB08TS này để kiểm tra cái ắc quy này anh em nhé. Rồi, đấy, anh em lưu ý là kết nối như thế này, anh em nhé, theo yêu cầu của máy. Rồi, theo yêu cầu của máy thì tôi vừa lấy nguồn ra thì nó mất kết nối, tôi bấm mũi tên bên phải. Rồi, tôi đã làm đúng như trên màn hình. Nếu anh em thấy đúng như trên màn hình rồi, đấy, anh em thấy có hai cáp quy này. Anh em thấy thúc thích bên cạnh là ắc quy cần kiểm tra, là anh em sử dụng cái cáp test MTB08TS. Ắc quy cấp nguồn thì anh em sẽ lấy tôi cái ắc quy khác, là ắc quy cấp nguồn lại MTB08 bao gơ để em cấp nguồn nuôi máy như trên màn hình anh em nhá. Rồi anh em bấm mũi tên bên phải. Rồi khi mà anh em bấm mũi tên bên phải rồi á thì có là một cái chú ý nhỏ nhỏ anh em cần phải đọc như sau. Để đảm bảo kết quả kiểm tra chính xác, không dùng chung với ắc quy cấp nguồn với ắc quy cần kiểm tra, có thể thay thế ắc quy cấp nguồn bằng bộ chuyển đổi 220V AC, 12V DC trong bộ phụ kiện kèm theo. Đấy, có nghĩa là như thế này. Có nghĩa là anh em không được dùng chung một cái ắc quy. Có nghĩa là anh em không thể dùng cái ắc quy cấp nguồn này. Ắc quy này là ắc quy cấp nguồn cho máy motocan mà anh em dùng chung với cái ắc quy cần kiểm tra này anh em không được anh em nhá. Anh em không được như vậy, anh em phải kết nối riêng ra. Rồi ok. Tiếp tục kiểm tra. Anh em thực hiện đúng rồi thì tiếp tục anh em nên đọc chú ý rồi anh em bấm phím mũi tên bên phải. Rồi, cái yêu cầu tiếp theo này anh em này là anh em ngắt chân điều khiển hoặc chân nguồn cấp cho mô bin sườn, hoặc là anh em rút các kim phun như hình gợi ý phía trên hoặc thao tác khác. Mục đích chỉ để quay motor khởi động an toàn mà không cần phải nổ máy. Có nghĩa là như thế này. Có nghĩa là khi mà anh em thực hiện cái chức năng này là anh em lấy cho tôi một cái dây cấp nguồn cho mô bin sườn ra, hoặc là anh em lấy cho tôi cái dây rút cái rác kim phun ra,
tùy anh em, miễn làm sao để lát nữa anh em ấn phím khởi động là chiếc xe nó không nổ máy là được anh em nhá. Như vậy là bây giờ tôi sẽ thực hiện cái chức năng là tôi sẽ tháo cái cực nguồn của mô-pin sườn ra để làm cái nhiệm vụ là xe không nổ máy là được anh em nhá. Bây giờ anh em chỉ lấy cho tôi là cái dây âm của mô-pin sườn ra, lấy cái dây điện, lấy một cái dây điện của mô-pin sườn, bất cứ dây nào. Rồi khi anh em lấy ra rồi thì anh em để cẩn thận, đừng có để cho nó chạm chập lung tung. Rồi tôi đã lấy cái dây của mô-pin sườn ra rồi thì chắc chắn xe này sẽ không nổ máy được nữa. Tiếp tục tôi quay lại máy để kiểm tra tiếp anh em nhá. Rồi tiếp tục anh em bấm mũi tên bên phải ạ. Rồi yêu cầu của máy bây giờ là anh em bật khóa điện và giữ nút bật khóa điện và ấn và giữ nút khởi động duy trì khoảng 5 giây liên tục đến khi có kết quả trên màn hình anh em nhá. Rồi ấn bật chìa khóa, ấn đề đi. Thôi cứ ấn 5 giây một anh em nhá, lại thả tay ra. Rồi ấn đi. Anh em cứ ấn cứ đề mỗi lần 5 giây anh em nhá. Rồi ok, đã có kết quả rồi. Như vậy là kết quả là kiểm tra chất lượng ắc quy, là thông báo là chất lượng ắc quy hiện tại còn tốt anh em nhá. Vâng, như vậy là ắc quy rất chi là tốt. Máy đã thông báo là cái ắc quy này đang còn tốt, là ắc quy vẫn đang sử dụng bình thường anh em nhá. Rồi ok, tiếp theo là tôi lại tiếp tục hướng dẫn đến cho anh em kiểm tra tiếp tục là cái kiểm tra dung lượng ắc quy anh em nhá. Cái mục thứ hai là kiểm tra dung lượng ắc quy. Rồi tiếp tục kiểm tra cái dung lượng ắc quy thì anh em lại sử dụng nguyên cái cáp của hai ắc quy, giống như là anh em kiểm tra chất lượng ắc quy và bây giờ anh em kiểm tra dung lượng ắc quy thì cáp anh em vẫn giữ nguyên. Rồi bấm tím mũi tên bên phải anh em nhá. Rồi yêu cầu này, để đảm bảo kết quả kiểm tra chính xác, không dùng chung ắc quy cấp nguồn, ắc quy cấp nguồn với ắc quy kiểm tra, có nghĩa là anh em không được dùng chung, anh em phải có hai bình ắc quy giống như kiểm tra chất lượng ắc quy anh em nhé. Rồi bấm phím mũi tên bên phải. Ok, như vậy là thông báo luôn, là thông báo là ắc quy hiện tại đang đạt 100% dung lượng và không cần phải nạp bổ sung anh em nhé. Như vậy là ắc quy này đang trên xe đang rất chi là đầy điện. Rồi ok anh em, như vậy là tôi đã hướng dẫn anh em cái quy trình kiểm tra máy phát điện và nạp điện và quy trình kiểm tra chất lượng ắc quy và dung lượng ắc quy trên những cái dòng máy MotoCanTab, máy MotoCanPhone và máy MotoCan 7 cũng như vậy thôi. Anh em đang sử dụng cái máy do bên mình cung cấp thì anh em biết được cái chức năng để anh em sử dụng, để anh em khai thác hết cái chức năng của máy anh em nhá. Máy này thì bây giờ nó rất chi là nhiều chức năng. Anh em nào cần những cái bộ máy đẳng cấp như thế này thì anh em cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp cho các anh em tất cả những cái dòng máy chẩn đoán nội MotoCan. Và khi mà cung cấp máy cho các anh em thì hỗ trợ kỹ thuật trọn đời anh em nhá. Và mình xin báo giá cho các anh em như sau. Hiện tại cái bộ máy MotoCanTab trên màn hình của các anh em đây, khi mà các anh em mua về nhà, các anh em kích hoạt lên điện thoại thì là giá là 17.800.000. Và các anh em tự mua máy tính bảng thì giá cũng là 17.800.000 anh em nhé. Và nếu như các anh em mua bên mình mà mình cung cấp máy tính bảng cho anh em luôn thì máy tính bảng Lenovo thì là 22.300.000, còn máy tính bảng Samsung thì là 25.300.000 anh em nhé. Và khi mà các anh em mua máy bên mình từ nay đến ngày 23 tháng 12 âm lịch năm 2022 thì các anh em sẽ được khuyến mại một thùng bia Heineken và 100 cái nem chua đặc sản Thanh Hóa anh em nhé. Đó là cái chương trình khuyến mại. Còn nếu như mà anh em không lấy chương trình khuyến mại thì anh em có thể là đổi cái chương trình khuyến mại đó sang các cái phụ tùng đồ nghề do bên mình cung cấp anh em nhé. Và cái phiên bản mới nhất hiện nay là phiên bản ngày 10 tháng 10 năm 2022 và máy đã còn rất nhiều chức năng anh em, mà anh em đang còn chưa biết được cái dòng máy đẳng cấp xịn sò như thế này anh em nhé. Video hôm nay thì mình xin làm cái video hướng dẫn để anh em khai thác hết cái chức năng của máy. Thì mình xin kết thúc cái video này ở đây. Anh em cần máy cứ gọi vào cho mình sẽ tư vấn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.